Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Mình Thích Mình Review. Hôm nay trên tay mình chính là một con body chan của Trung Quốc. Thì cái hãng này là hãng Critoy, mình đã từng review body cool của hãng này rồi. Thì phiên bản nữ hôm nay lại trên tay vì phiên bản nam làm rất tốt và mình rất là ưng. Và có nhiều bạn hỏi mua nữa nên là quyết định review luôn để cho mọi người biết cái cảm giác chất lượng nó sau khi sở hữu như nào. Với cái giá không đổi đều bằng nhau là 550.000 thì mình thấy nó thực sự rất là tốt. Đây, có thể thấy không, thiết kế của hộp bìa thì trông rất là phèn, đơn giản. Nhưng mà cũng có cái đáp ứng tốt, đó chính là nhìn vào hộp có thể biết là con fake này làm được những cái gì, đồ đi kèm có những cái gì, còn lại về những cái thông tin khác thì không có. Ở thì hàng clone của Body Chan Bandai thì làm sao mà có thông tin được. Nhưng bù lại mình thấy không, nó cho mình rất nhiều thứ phụ kiện đi kèm và mình thấy có cả sách này, bay này, rồi các phần thay thế như ngực như các kiểu. Không thể tin nổi một con giá có 550.000 mà cho mình phụ kiện nhiều đến mức mà mấy con của Bandai không bao giờ cho luôn. Sách thì giống hệt con Body Cool, cho y hệt thế, kiểu mấy cái phiên bản tư thế cầm vũ khí các kiểu, chứ không có gì đặc biệt cả. Đấy, nếu như các bạn bỏ ra 1,2 triệu để mua con hàng Bandai thì sẽ được cái hộp đẹp, xịn sò, thông tin đầy đủ, màu sắc rực rỡ và cũng có hình chụp nhân vật, nhưng sẽ không có bất kỳ phụ kiện gì kèm ở những phiên bản bình thường. Và về cơ bản thì với những bạn như mình là người học vẽ thì một con body cool hay body chan chỉ cần có con fix khớp nó linh hoạt thì là con nào mình cũng nhận được, bất kể là Bandai hay là hàng của Trung Quốc. Thì nhưng với hàng chính hãng thì nó là như thế này các bạn thấy không, chất lượng hộp bìa đi đẹp, đẹp mắt các kiểu, giá x2, và với hàng của Trung Quốc giá 550.000, phụ kiện nhiều các thứ rất là nhiều hơn. Thế nhưng mà để mà nói thì là nó sẽ có một tỷ lệ chênh hơn so với tỷ lệ 1:12 một chút. Với những bạn nào mà là dân custom hay là dân vẽ thì sẽ không quan trọng điều đó. Mình chỉ quan trọng là nó có nhiều phụ kiện đi kèm, nó có tốt không, độ khớp nó có bền không, các kiểu thôi. Và như mình thấy là việc cho nhiều phụ kiện đi kèm như thế này cộng với cả việc nó có thể thay thế được ngực nữa, đấy, tận 3 cỡ ngực khác nhau. Nếu như là Bandai muốn thay thế một cỡ ngực thì là thay thế một giá tiền các bạn ạ. Tức là nó ra phiên bản mới, ngực mới, tiền mới. Tức là phiên bản này thì yeah. Đó, về cơ bản thì 550.000 cho sở hữu như thế này. Hai cái vỉ, một vỉ đựng nhân vật, một vỉ đựng phụ kiện và một cái bay để ở ngoài. Tức là khung bay nằm cùng với nhân vật và những bộ tay kèm rất là nhiều. Có thể nói là đủ để các bạn dùng tẹt bồ luôn. Còn về hình thức thì các bạn thấy không, về chất lượng nhựa, màu sắc thì tất nhiên không thể bằng của hàng Bandai được. Vì có 550.000 mà. Mình cảm thấy chất lượng nhựa này rất là nhựa in 3D. Thì giống như cả máy in 3D xong ra xong chất lượng nhựa nó đúc ra ấy, là cái nhựa đấy, cái cảm giác nhựa đấy. Nó không phải là nhựa xịn. Thế nhưng mà thấy một người mà như mình đã nói rằng là các bạn về trả cúc tân sơn lại hay là dùng để vẽ thì cần gì quan tâm đến nhựa gì, quan tâm là nó bẻ có tốt không, cầm tay nó có chắc không đâu, đúng không ạ? Về bộ phụ kiện thì khi mà mình cầm trên tay thì độ chi tiết nó cũng ổn và ở cái mức gọi là chấp nhận được. Các bạn có thể thấy là đấy, các cái chất lượng đường vân ở trên cái mũ lưới của cái kiểu dạng bộ bảo hiểm, mũ bảo hiểm ấy, nó đều tốt và ổn. Mình thấy là không hề tệ một tí nào cả so với những cái mức giá tiền mà nó cho mình. Mà nó có cả bộ súng này nằm ở trên vỉ còn chưa được tách ra, tất nhiên hàng mới mà mình chưa tách làm gì. Và có cả nhiều cái phụ kiện khác, có cả cung này, rồi vợt này, thanh kiếm này. Về cơ bản ý, nếu Bandai mà muốn sở hữu những cái bộ như này thì bạn phải mua riêng, hoặc đơn giản là mua hãng thứ ba, không thì cũng phải tìm một bản Edition, những bản Minister ấy, thì nó mới được hỗ trợ những cái bộ phụ kiện đi kèm như này. Và nó đắt đòi, nó phải đắt tính tận 2,5 triệu, 3 triệu. Còn những bộ mà không có thì tầm 1,5 triệu, 2 triệu thì có mỗi như vậy không. Đấy, 550.000 các bạn sẽ bằng một con 2,5 triệu của bên Bandai. Rồi, thì về cơ bản thì phụ kiện của em này mình thấy là nó nằm ở mức như kiểu mấy cái bay Gundam ấy. Các bạn thấy không, hàng chính hãng thì như mình đang cầm trên tay này thì chả có phụ kiện đi kèm ngoài con fix cả. Còn 550.000 thì các bạn có thể sở hữu được một đống đồ đi kèm. Đấy, nếu bạn nào mà mua hàng của bên Trung Quốc thì đã thấy là Trung Quốc là bá đạo về giá nha rồi đấy. Tất nhiên là đây là hàng clone, có những hàng nó đúc và nhái lại. Mình sao mình dùng từ gọi là đúc tại vì nó tăng tỷ lệ kích cỡ lên, sửa lại một chút. Nhưng về cái kết cấu cơ bản, về cái chất lượng hay khi cầm một fix lên ấy, thì mình cảm thấy là giống hệt của Bandai mà. Đấy. Ok, thì đấy, về thành phần vũ kiện thì rất là nhiều. Đó là súng này, cung này, rồi kiếm này, rồi có cả mũ bảo hiểm, găng tay đấm bốc. Nó nhiều quá và mấy cái này thì mình nghĩ là nó là cái phụ kiện đi kèm thôi. Về chất lượng cơ bản basic thì nó ở mức gọi là chấp nhận được. Ngoài ra thì nó có cái đầu đừng để nắp vào mũ, nói chung là dùng để bạn thay thế cho những cái đầu khác nhau. Nói chung là đây là một cái cũng rất là đánh giá cao của phiên bản này. Với những cái bạn nào mà từng xem mình review hàng của Bandai đấy, bạn sẽ biết là Bandai chả có đầu là thay thế cả, nó chỉ có một đầu duy nhất thôi và nó cũng chả có cái phụ kiện mũ đội gì đi kèm một cách kiểu hoàn chỉnh hay là gì cả, trừ những phiên bản mình nó limited nó sẽ đắt nòi ra. Đó, tất cả những cái phụ kiện đi kèm mà mình đã mở cho bạn xem thì bây giờ mình sẽ để nguyên ra cho bạn xem cái body,
cái phần mà các bạn quan tâm nhất cái con body chan này nó có tốt không để các bạn sử dụng. Đấy, thực ra thì đấy, phụ kiện thì là phụ thôi mà. Đấy, bây giờ mình sẽ bóc bạn xem. Về cơ bản thì cái vỉ của nó làm bọc khá chắc chắn, hai lớp vỉ chồng lên nhau bảo vệ, cho nên các bạn yên tâm là khi mà ship hay vận chuyển thì khớp của nó không thể là bị gãy do vận chuyển được trừ khi dẫm đạp. Về cơ bản thì chắc chắn các bạn ạ, rất là chặt, giống hệt cái hàng của Body Chan mà cùng hãng mà mình từng review. Lý do con này nó mình cảm thấy nó cả cầm khớp trên tay nó có vẻ bền chắc hơn con hàng chính hãng ở chỗ là vì nó là tỷ lệ 1 trên 9, 1 trên 10, nó to hơn tỷ lệ 1 trên 12 một cái đầu. Và cái cơ địa, cơ bắp của nó các thứ đều to nhỉnh hơn một chút, khiến cho nó có khớp to không kém gì thằng Body Chan của hàng chính hãng cả. Khiến như thế thì nó lại rất là bền, nó làm cho cái độ linh hoạt hay là cái độ sử dụng cảm thấy nó yên tâm hơn. Đấy. Nhưng nhược điểm của em này thì lại có một chút vấn đề, đó chính là ở phần ngực. Khi mà các bạn di chuyển hai bờ vai, cái ngực nó sẽ bị tách ra, nó bị cái gọi là đẩy ngực ra vì khớp ngực nó làm rất là lỏng. Mình hiểu lý do tại sao hãng làm lỏng là để mình có thể thay thế được bộ ngực. Người thích ngực nhỏ, người thích mỏng, ngực to, người thích vẽ như nào là mình có thể thay đổi hết. Ok, thì đây là một điểm đánh giá cũng rất là cao ở cái phiên bản này, vì ở phiên bản hàng chính hãng như mình đã nói thì nó chả có cái gì cho mình thay thế cả, đã đứt là đứt chết luôn. Nhưng bù lại thì các bạn khi bâu mà các bạn để ý một chút thì nó hơi tách ra một tí, nhưng như mình đã nói vẽ mà các bạn có thể tạo ra một tư thế rồi nắp ngực cũng được, chả có vấn đề gì cả. Về việc cơ bản thì khớp của em này y hệt con Body Chan của hàng chính hãng, không khác một tí gì, từ việc khớp cổ, khớp tay, khớp chân, khớp ngực, có cái bắp vai nhìn nó hơi thô một chút thôi, còn lại thì đã ổn. Với những bạn nào mà đang muốn tìm một phiên bản để custom hay là để học vẽ mà giá nó dễ chịu một tí, mà có nhiều phụ kiện đi kèm, có thể thay thế được ngực và có thể thay thế được nhiều đầu, có thể tận hai đầu rồi, có một đầu để lắp vũ khí, rất là ba đầu cơ, thì phiên bản này đúng là kiểu không có gì để chê cả. Cái chê duy nhất đấy chính là nó là hàng clone thôi, là hàng nhái các bạn ạ, chứ còn lại thì nó thực sự rất là tuyệt vời. Thì đấy, nói chung là những bạn nào mà có điều kiện thì mình vẫn ủng hộ các bạn mua hàng chính hãng vì nó có độ bền cao, nó có thương hiệu, nó có độ ủng hộ bản quyền. Thế nhưng với các bạn mà chưa có tiền, sinh viên nghèo, gia đình mua nhiều thứ các kiểu mà không thể đầu tư ra một có khoản quá to vào một con fix mà lại còn thiếu đồ nữa, thì con này là một sự lựa chọn hợp lý. Nói chung là xét về cái mặt bằng mà Trung Quốc làm những con này là để hỗ trợ cho chính người trong dân trong nước chúng nó, nên chúng nó có thể phát triển mạnh mạnh đó. Thì ok, vụ bỏ qua đi. Đấy, về cơ bản thì khi cầm con fix này lên thì mình thấy là mình bâu vài dáng tư thế, tất cả khớp khiết nó chặt chẽ, đẹp, ngon. Và nó cũng không nằm sai khác cái tỷ lệ con người lắm, tức là không quá bị dị dạng. Khi bạn bâu một cái con fix nào đó nó như kiểu Marvel Dragon ấy, nó có thể làm những động tác kỳ dị mà không theo con yếu, mà con người không thể làm được. Thế nhưng mà ở cái hay của body chai, body cool của Bandai, hàng chính hãng ấy, thì là không thể làm quá dị được ở trong biên độ như con người. Và con này cũng thế, vì nó clone mà nên là nó sẽ có độ biên độ y như thế. Đấy, có thể đánh động tác mà con người hay là người thường có thể làm được. Rồi, về cơ bản thì với một con thích mà để dùng để custom hay học vẽ hay đơn giản là tùy mục đích các bạn, với giá 550.000 mình thấy nó hợp lý. Và nó cũng sẽ giúp cho các bạn có được nhiều điều kiện kinh tế bỏ bổ sung vào nhiều cái khác hơn cho việc bỏ ra một củ để mua những con hàng của chính hãng. Tất nhiên là ưu điểm bên nào cũng có, nhưng mình thấy ưu điểm bên này thì khá là ổn với tầm tài chính tầm 550 đến 600, đúng không nào? Ok, video mình đến chắc đến lúc kết thúc rồi. Nếu như bạn thích cái video này thì hãy like chia sẻ nó để mình có được làm nhiều video tiếp theo hơn. Và hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye.